Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội đồng đội tỉnh cùng các cơ sở đội triển khai nhiều chương trình phần việc ý nghĩa cho lứa tuổi thiếu nhi trên toàn tỉnh. Huyện Tân Uyên nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc của các gói thầu nằm trong dự án đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Năm nay, trước những dự báo khó lường của thời tiết, các địa phương ở huyện Nậm Nhùn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ví, đội viên là những mầm xanh tương lai của đất nước. Người dậy tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Thấm nhuần tư tưởng của Người, ngày hôm nay đeo khăn quàng đỏ trên vai, mỗi đội viên của tỉnh Lai Châu luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi, làm nhiều việc tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn kết sáng tạo xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, vững mạnh, lập nhiều thành tích trong thi đua học tập rèn luyện. Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội đồng đội thành phố Lai Châu luôn là đơn vị xuất sắc tiêu biểu của tỉnh trong phong trào xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh. Kết quả đó có được là sự quan tâm chỉ đạo của thành đoàn, Hội đồng đội thành phố trong việc cụ thể hóa công tác đội với những phong trào thi đua thiết thực, sát thực với thực tiễn ở địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng các đội viên theo dõi phóng sự sau đây. Đây là buổi tham quan đầu tiên của các bạn đội viên ưu tú của các trường tiểu học số 1, trung học cơ sở Tân Phong, trung học cơ sở Quyết Thắng, thành phố Lai Châu tại phòng truyền thống đội ở Cung văn hóa Thiếu nhi tỉnh, Bảo tàng tỉnh nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022 sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trên khuôn mặt của mỗi đội viên đều tỏ ra sự háo hức vui tươi. Sau khi tập trung nghe phụ trách đội giới thiệu không gian của phòng truyền thống đội và bảo tàng tỉnh, các đội viên chia từng nhóm nhỏ để đọc sách, xem bản đồ của tỉnh được xếp bằng đá, nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Cháu được tham gia kết nạp đội viên, cháu được tham gia đi tham quan bảo tàng tỉnh và rất nhiều hoạt động khác. Vậy thì với vinh dự là một đội viên, cháu cảm thấy rất là vinh dự, rất là vinh hạnh và rất là tự hào vì được tham gia các hoạt động. Cháu cảm thấy là cháu được học hỏi thêm về các truyền thống của các dân tộc ở trong thành phố Lai Châu và tất cả dân tộc khác. Cháu được hiểu thêm về những cái truyền thống của họ, về văn hóa du lịch của họ. Hàng năm thì nhà trường cũng có rất nhiều các hoạt động để tạo cái sân chơi thú vị cho các con. Ví dụ như là cuộc thi vẽ tranh để chào mừng ngày lễ lớn, tổ chức những cuộc tham quan dã ngoại, hoạt động trải nghiệm để cho các con hứng thú hơn trong quá trình. Hàng năm, 100% các liên đội tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ kể chuyện về Bác Hồ hội thi, diễn đàn thiếu nhi Việt Nam vâng lời Bác dạy, hành trình đến với địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố tại tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, bảo tàng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhân rộng cuộc vận động phong trào trường em xanh sạch đẹp với nhiều hoạt động thiết thực bổ ích đã thu hút học sinh trên địa bàn phấn đấu vào đội. Hàng năm, Hội đồng đội thành phố kết nạp gần 1.000 đội viên mới, tạo điều kiện bồi dưỡng cảm tình đoàn cho gần 100 đội viên ưu tú. Từ sự sáng tạo đoàn kết của đội viên, các liên đội đã triển khai thực hiện được các công trình phần việc măng non các cấp, duy trì gần 60 câu lạc bộ học tập kỹ năng sống. Đặc biệt, các đội viên ưu tú của thành phố vinh dự đảm nhiệm vị trí vai trò quan trọng của Hội đồng trẻ em tỉnh, đại diện tiếng nói nguyện vọng để bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Cũng nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đội thì thành đoàn và hội đồng đội thành phố cũng đã chỉ đạo tất cả các liên đội trên địa bàn thành phố là tổ chức các cái hoạt động tập trung hướng vào kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đoàn, thì đã tổ chức các cái đoàn thiếu nhi, những cái thiếu nhi tiêu biểu để tổ chức tham quan
dâng hoa tại tượng đài Bắc Hồ, tham quan tại bảo tàng tỉnh, tham quan tại cái phòng truyền thống đội của tỉnh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ví đội viên là những mầm xanh tương lai của đất nước, người dạy tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, thấm nhuần tư tưởng của người. Ngày hôm nay, đeo khăn quàng đỏ trên vai, mỗi đội viên của hội đồng đội thành phố Lai Châu nguyện luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi, làm nhiều việc tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn kết sáng tạo xây dựng đội thiếu niên tiền phong vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022, vừa qua Hội đồng đội tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đội triển khai thực hiện nhiều chương trình phần việc ý nghĩa cho lứa tuổi thiếu nhi trên toàn tỉnh, nhất là phát huy hiệu quả các công trình măng non với ý nghĩa thiết thực, thu hút được sự quan tâm ủng hộ đông đảo của đội viên thiếu nhi trong toàn tỉnh. Liên đội trường tiểu học Hua Nà, xã Hua Nà, huyện Than Uyên đã phát động phong trào xây dựng và chăm sóc công trình măng non. Bên cạnh những công trình măng non thường nhật như lớp học em chăm, bồn hoa em chăm, liên đội định hướng cho các chi đội đảm nhận và chăm sóc các công trình thiết thực và ý nghĩa như thư viện xanh, ngôi nhà kế hoạch nhỏ, v.v. Để duy trì có hiệu quả các công trình, nhà trường đã tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội chung tay xây dựng thư viện xanh. Đến nay, thư viện xanh của nhà trường đã có hơn 1.000 đầu sách với nhiều thể loại như sách tham khảo về kiến thức học tập, các loại truyện tranh thiếu nhi, câu đố, truyện cười, truyện cổ tích, v.v. Hoặc đối với ngôi nhà kế hoạch nhỏ, nhà trường cũng giúp thu gom rác thải nhựa, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường trường học xanh sạch đẹp. Chúng em ra đây được đọc truyện và được chơi những trò chơi. Vào thứ năm, chúng em được các thầy cô giáo cho tập trung ra đây để được đọc truyện và giải câu đố. Chúng em cảm thấy rất là vui và thích thú với công trình măng non này ạ. Nhóm kế hoạch nhỏ của nhóm trường chúng em đã thu gom những giấy vụn và những vỏ chai vỏ lon để thứ nhất là môi trường luôn xanh sạch đẹp, và cuối năm chúng em sẽ thu gom và để bán, rồi chúng em sẽ mua đồ dùng học tập cho các bạn trong trường ạ. Được biết, vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh phối hợp với huyện đoàn Nậm Nhùn đã tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, và chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ 14. Dịp này, học sinh ba bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Hua Bum được trao tặng 800 suất quà, tổng trị giá trên 40 triệu đồng. Hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thì Hội đồng đội tỉnh sẽ tổ chức các cái hoạt động trưng bày không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội, trưng bày tranh, cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề là mong ước tuổi thơ. Và từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 thì chúng tôi sẽ mở cửa phòng truyền thống đội của tỉnh tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi để các liên đội tổ chức cho đội viên thiếu niên nhi đồng đến tham quan phòng truyền thống của đội và tổ chức dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc của tỉnh Lai Châu, thăm các cái địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Lai Châu, chỉ đạo tổ chức điểm ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước liên đoàn tại trường tiểu học Đoàn Kết của thành phố Lai Châu, tổ chức thăm tặng quà cho thiếu nhi của ba trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của xã Hua Bum của huyện Nậm Nhùn. Bên cạnh đó thì hội đồng đội tỉnh cũng đã chỉ đạo hội đồng đội các huyện thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động sinh hoạt với chủ đề 81 mùa hoa đội ta lớn lên cùng đất nước, tạo cái không khí thi đua sôi nổi, thu hút được đông đảo thiếu nhi tham gia. Những công trình măng non đã góp phần giáo dục thiếu nhi về truyền thống lịch sử, kiến thức văn hóa xã hội và kỹ năng tham gia các hoạt động phong trào. Ngoài thực hiện những phần việc có giá trị đóng góp cho xã hội, các công trình măng non còn có ý nghĩa giáo dục về ý thức trách nhiệm, trân trọng giá trị của sức lao động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời biết yêu thương, chia sẻ với bạn nghèo. Cũng chính những công trình măng non này đã thể hiện được vai trò của tổ chức đội trong trường học.
Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 15 tháng 5, huyện đoàn Than Uyên phối hợp cùng với trường dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Than Uyên tổ chức diễn đàn với chủ đề xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Diễn đàn thu hút gần 200 em học sinh của nhà trường tham gia. Nội dung diễn đàn gồm những chia sẻ, câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh. Ngoài ra, diễn đàn còn chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường, chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra, kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường. Diễn đàn nhằm giáo dục ý thức đạo đức lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, dự án kết nối đường giao thông từ thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó huyện Tân Uyên có 5 xã đường đi qua với tổng chiều dài là 37 km. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc đo đạc kiểm đếm phần gói thầu số 6, phần giáp danh với huyện Tam Đường, và gói số 4, phần giáp danh với huyện Than Uyên. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Uyên vẫn đang nỗ lực thực hiện hoàn thành khối lượng còn lại của gói thầu số 5, sẵn sàng phương án chi trả cho người dân bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự án kết nối giao thông Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua địa phận 5 xã, thị trấn của huyện Tân Uyên, gồm Bắc Ta, Trung Đồng, Thân Thuộc, Phúc Hoa và thị trấn Tân Uyên với tổng chiều dài 37 km. Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có đường nối cao tốc chạy qua thực hiện các nội dung trong công tác giải phóng mặt bằng, thành lập các tổ tuyên truyền vận động phương án giải phóng mặt bằng, phối hợp với chính quyền các xã vận động nhân dân thực hiện dự án, đôn đốc các đơn vị tư vấn thực hiện việc định giá đất cụ thể, đánh giá bồi thường về tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu thay thế. Đến nay, gói thầu số 4, phần giáp danh với địa bàn huyện Than Uyên, và gói thầu số 6, phần giáp danh với địa bàn huyện Tam Đường đã được hoàn thành. Đối với gói thầu số 5 trên địa bàn huyện Tân Uyên qua các xã Trung Đồng, Thân Thuộc và thị trấn Tân Uyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đang tích cực phối hợp cùng chính quyền các xã, tuyên truyền người dân, song song với đó là đo đạc kiểm đếm diện tích, kiến trúc, cây cối bị ảnh hưởng. Đối với gói thầu số 5 này, người dân trên đoạn tuyến bị ảnh hưởng đều hưởng ứng chủ trương làm đường nối cao tốc cũng như là mong mỏi dự án sớm triển khai. Gia đình bác Hà Văn Hy, bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, nằm trên tuyến đường nối cao tốc đoạn xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên có trên 350 m² đất bị thu hồi, rất ủng hộ việc làm đường. Thế để mong làng và nhà nước và làm nó to cái đường ra thì dân thì nó đi lại thì nó phương tiện nó dễ dàng hơn. Thì các ông các bà các cụ ở đây thì cũng toàn dân ở đây thì các con các cháu thì cũng mong là làng và nhà nước mà làm cái đường này nó sớm với là liền bù nó sớm nó gọn thì với bọn công trình thi công thì làm được nhanh được sớm thì càng tốt hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án cũng gặp một số khó khăn như các xã có tuyến đường đi qua chưa có bản đồ chính quy, hồ sơ giao đất cấp đất chủ yếu là đo đạc thủ công nên khó khăn trong quá trình thu thập hồ sơ, lập bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc chậm bàn giao mốc giới đối với các gói thầu đi qua địa bàn huyện Tân Uyên còn chậm, dẫn đến việc lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm. Cùng với đó là việc cấp vốn chậm so với nhu cầu thực tế. Hiện tại toàn bộ phần dự án cấp giải phóng mặt bằng đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với Lai Châu qua huyện Tân Uyên là 7,5 trên khoảng 130 tỷ. Việc chậm có phương án di rời các công trình hạ tầng điện, viễn thông cũng là một nguyên nhân. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khách quan là do tình hình dịch COVID-19 phức tạp gây khó khăn cho việc tổ chức các buổi họp dân tuyên truyền triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Địa bàn huyện Tân Uyên đến thời điểm này thì đã thực hiện công tác kiểm đếm đo đạc cho hai gói thầu số 4 và số 6 đã xong. Trên địa bàn gói số 4 thì đã kiểm đếm và niêm yết cho được 260 hộ gia đình, trong đó có 9 tổ chức. Và trên gói số 6 trên địa bàn của xã Phúc Hoa thì đã thống kê kiểm đếm cho 350 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng. Còn gói số 5 thì hiện tại Trung tâm Phát triển đang thực hiện công tác đo đạc, thống kê kiểm đếm cho các hộ gia đình. Cái khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng bằng thì là một số cái trên địa bàn huyện Tân Uyên thì là cái việc cập nhật cái tiến độ của ADB thì về Trung tâm Phát triển đất đã thực hiện cái việc niêm yết công khai, đang chờ cái
sự chấp thuận của phía chủ đầu tư là ADB để đơn vị để trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành cái việc phê duyệt phương án bồi thường và tiến hành chi trả cho bà con được đảm bảo theo đúng quy định. Nỗ lực khắc phục và vượt qua những trở ngại trên, đến nay huyện Tân Uyên đã hoàn thành việc giao mốc toàn tuyến, đồng thời tiếp tục nhận các mốc giải phóng mặt bằng tại gói thầu số 5. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ngay sau khi được nhận các mốc, huyện Tân Uyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành công tác quy chủ đất, lập bản đồ địa chính, đo đạc, thống kê kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất, đánh giá đất và tài sản thay thế để tính tiền bồi thường, đồng thời sẵn sàng phương án chi trả đối với những khối lượng đã đo đạc, kiểm đếm đã công bố. Năm nay, trước những dự báo khó lường của thời tiết, nắng nóng xen lẫn mưa nhiều, đây cũng là thời điểm dễ xảy ra mưa dông gió lốc. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân xã Nậm Trà, huyện Nậm Nhùn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản Tắng Ngá, xã Nậm Trà, huyện Nậm Nhùn có trên 100 hộ với trên 500 khẩu sinh sống dọc theo khe núi, địa hình chia cắt, đi lại khó khăn. Đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra gió lốc. Bởi vậy, được sự tuyên truyền của Ủy ban Nhân dân xã, ngay lúc này, bà con nhân dân trong bản đang chủ động khơi thông dòng chảy, phát dọn cây to xung quanh nhà và chủ động chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn khi có mưa dông xảy ra. Theo chương trình quán triệt phòng chống thiên tai ở bản thì bà con quán triệt bà con là hàng ngày bà con là chống chằng nẹp mấy già. Đến nói chung là cái chỗ nào mà nguy cơ sạt lở thì tránh bà tuyên truyền bà con là phòng tránh để thiên tai nó hạn hán đến. Thì tới nay thì bà con cũng theo cái tuyên truyền là bà con thấy gọi là ổn định đời sống theo cái tuyên truyền của cấp trên. Để chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Nậm Trà đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện về công tác phòng chống thiên tai, cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn. Song song với đó, Ban Chỉ huy cũng chú trọng phương án ứng phó với thiên tai nguy hiểm như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời tiến hành rà soát các hộ nằm trong vùng sạt lở cao để tuyên truyền vận động các hộ di chuyển, đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí di chuyển đến nơi ở mới an toàn. Đặc biệt, xã đặt các biển báo nguy hiểm tại những vùng thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để cảnh báo người dân tránh đi vào những khu vực đó. Nam thì chúng tôi phải để làm tốt cái công tác phòng chống gió lốc và phòng chống thiên tai, sạt lở của địa bàn trên địa bàn xã thì chúng tôi đã ban hành cái quyết định kiểm toàn lại ban chỉ huy công tác phòng chống thiên tai và phân công tất cả các đồng chí được phụ trách các địa bàn tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên địa bàn xã là tràn chống lại nhà cửa và khơi thông các cái cống rãnh ở trong làng bản, khơi thông cống rãnh và đề phòng cái gió lốc mưa đá đối với các cái chuồng trại nhà cửa của bà con. Hay nữa là chúng tôi tuyên truyền bà con trên địa bàn xã Nậm Xá để đề phòng các cái lũ ống lũ quét trước khi đi sạ suốt trên nương giấy để bà con phòng nên không đi ngủ khe suối các cái điểm có nguy cơ sạt lở cao. Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với ý thức chủ động phòng chống lụt bão của người dân trong mùa mưa bão năm nay, trên địa bàn huyện Nậm Nhùn nói chung sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Thời gian qua, ngành y tế huyện Phong Thổ đã tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường giám sát, phát hiện, theo dõi và xử trí kịp thời các ca bệnh đầu tiên, không để dịch bùng phát lây lan, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh do COVID-19. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Phong Thổ và các xã thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các nhóm đối tượng. Theo thống kê, tính đến hết tháng 4, tỷ lệ dân số tiêm đủ mũi đạt 19%. Người 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi 38%, độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi tiêm đủ mũi đạt 85%, nhóm nguy cơ cao tiêm đủ mũi đạt 78%. Ngành y tế huyện Phong Thổ đã kịp thời xây dựng phương án đảm bảo phòng chống dịch,
phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn. Trong tháng 4 vừa qua, trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đàn lợn và gia cầm có xu hướng phục hồi và tăng trở lại do người dân đã bắt đầu đẩy mạnh tái đàn. Tuy nhiên, giá thức ăn vẫn ở mức cao nên đã gây khó khăn không nhỏ đến công tác tái đàn của các hộ dân và các trang trại, doanh nghiệp. Số lượng con bò tăng cao do được hỗ trợ chuồng trại cho các hộ chăn nuôi. Tình hình dịch bệnh trong tháng phát sinh 2 trường hợp lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại một hộ gia đình. Lũy kế từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 đến ngày 8 tháng 4 năm 2022, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 7 hộ của một số bản như Nhiều Sáng, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ. Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 40 con với trọng lượng là 960 kg. Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, dông lốc. Đêm qua và sáng ngày 15 tháng 5, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nén rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m, nên tỉnh Lai Châu có mưa, mưa vừa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa đo được từ sau 0 giờ đến 8 giờ ngày 15 tháng 5 phổ biến từ 10 đến 39mm, một số nơi có lượng mưa lớn như Khuôn Há 76mm, Hua Bum 56mm, Thu Lũng 52mm, Phìn Hồ 51mm. Dự báo từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5, tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, mưa vừa rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Tại tất cả các huyện và thành phố Lai Châu đều có khả năng có các điểm mưa lớn cục bộ. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần vừa qua. Vào sáng ngày 11 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Đoàn Công tác Hội đồng Năng lượng Thế giới Việt Nam về các nội dung chuẩn bị cho sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TechFest Việt Nam 2022 tại Lai Châu, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới đây. Đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới đây, Lai Châu sẽ có điều kiện để phát triển năng lượng sạch, năng lượng an toàn, năng lượng xanh. Mong muốn Hội đồng Năng lượng Thế giới Việt Nam sau sự kiện TechFest Việt Nam 2022 sẽ hỗ trợ tỉnh sâu hơn để ứng dụng thí điểm phát triển năng lượng tại một số vùng lõm, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, du lịch của tỉnh Lai Châu. Vào sáng ngày 12 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Trung ương số 6 Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, tiếp thu ý kiến của đoàn công tác và đề nghị các sở ngành làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Vào sáng ngày 13 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn của tỉnh những tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới đây. Kết luận hội nghị, đồng chí Giàng Báo Mỹ, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thích ứng linh hoạt trong công tác phòng chống dịch trong thời gian tới đây. Nối tiếp thành công của những hội chợ việc làm những năm trước đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội chợ việc làm tỉnh Lai Châu năm 2022. Thông qua hội chợ không những mang đến cơ hội cho người lao động đang tìm việc mà còn đem lại sự định hướng, lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Hội chợ việc làm cũng đã mở ra nhiều cơ hội kết nối cung cầu lao động, qua đó góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Vừa rồi là một số sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần vừa qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.